Anh chị bà con thì hôm nay có cô dắt bé lên đây, bé đã về rồi thì lên đây tìm đạo sĩ Nguyễn Hải cùng với hấp tử đường phố trên công trần TV để đăng lên cảm ơn bà con, nhắn gửi tới bà con những điều bà con chưa biết đối với mấy em nhỏ. Dạ, xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay một buổi thứ hai đầu tuần, cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cô chú, anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Trong những thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các trường hợp và các gia đình, rất nhiều các bậc phụ huynh từ tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương ở đây. Mục đích chính là đăng thông tin để tìm những người con gái, những người con trai, những bé trai bé gái mất tích một cách rất bí ẩn, rất khó hiểu. Thì đây là một cái minh chứng, một cái bằng chứng tiếp theo. Câu chuyện như thế nào là kính mời cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép chào chị. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu chị? Em tên là Nguyễn Thị Nhiễm, ở ấp Xuân Hòa, xã Lợi Thuận, sinh năm 1983. Em có tìm con là Quỳnh Thị Thu Vi, 4 tháng không có liên lạc về nhà. Giờ nhờ đội hiệp sĩ chú Hải tìm kiếm con, đăng video lên con thấy thì giờ liên lạc về nhà. Cháu về đoàn tụ gia đình. Chị có thể chia sẻ là con gái của chị á, trước trong cái thời gian bỏ đi bỏ nhà đi á, mấy tháng liền như vậy gia đình mình có hoang mang mà mình đã tìm kiếm ở đâu rồi? Dạ. Giờ hả, chỗ nào em cũng tìm, tìm chỗ nào em cũng tìm, cũng tìm con hả, mà tìm không ra nên em ra đây gặp chú Hải với mấy anh, nhờ mấy anh đăng video lên nên nhờ dạy con thấy mà điện thoại về nhà rồi em cũng tìm nó về nhà rồi mới về hôm qua. Vậy là mới về hôm qua. Đó. Chị có thể chia sẻ là con gái của chị cái thời điểm điểm bỏ nhà nhà đi ấy, là có chia sẻ về nhà là con đi làm ở đâu không? Dạ, không. Không à. Bé giấu bởi vì sợ, rất nhiều các bé sợ thông báo là gia đình không có cho đi. Dạ. Vì gia đình sợ tuổi đời còn rất nhỏ, sợ bị lừa đảo, bị dụ dỗ vì rất nhiều lý do khác nhau. Đến giờ phút này thì con gái đã mừng rồi. Dạ. Đúng không? Đã về rồi. Gia đình làm sao? Thế nào? Dạ. Em cũng nhờ chú Hải là mấy anh đang tìm kiếm con, nhờ chia sẻ cộng đồng mạng với bà con, bà cô bác là đang gieo lên cháu thấy không. Giờ em cũng không biết nói gì hơn, thôi cảm ơn chú Hải là đội hiệp sĩ chú Hải với mấy anh. Rất nhiều các thông tin đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đây, những như anh Hải, như công Trần, cũng thám tử đường phố đăng tải những video này phải là một trong những phải là vô cùng ý nghĩa và thiết thực nhất và chân thành nhất. Mục đích chính là tìm các bé gái bé trai, tìm tất cả những người thân, vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, vợ bỏ theo nhân tình, ôm theo tài sản. Thì rất nhiều các gia đình hiện nay đã đoàn tụ về cùng người thân rồi, rất may mắn rồi. Còn là một trong những số phải nói cũng rất ít những trường hợp hiện nay cũng chưa được đoàn tụ cùng gia đình. Và là rất nhiều người về đây cầu cứu, những lời cầu cứu phải nói rất thảm thiết. Rất nhiều các bé trai, bé gái về đây đi cùng cha cùng mẹ, ăn những lắm cơm gói từ rất xa các tỉnh để về đây vì không có tiền phải ăn nhờ ở đậu ở ngoài đường, ngoài chợ để đi tìm mẹ, đi tìm cha, và nó là rất tội. Đây thì cũng là một trong những cái bằng chứng tiếp theo để bé gái bỏ nhà đi như thế nào thì hy vọng là bé gái chia sẻ cái câu chuyện này để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết ạ. Con có thể con chia sẻ cái câu chuyện nào, con họ tên là gì? Dạ, con tên là Quỳnh Thị Thảo Vi, năm nay con 18 tuổi. Con ở Thuận Hòa, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh. Con có thể chia sẻ cái câu chuyện mà tại sao ngày xưa trước đây một thời gian trước ấy con bỏ nhà đi ấy, sao con không thông báo với gia đình? Muốn đi làm thì phải thông báo với gia đình chứ, thông báo với ba mẹ chứ. Sợ ba mẹ không cho đi làm mà sợ kêu về, vì vậy cho nên sợ ba mẹ ngăn cản. Hôm bữa con đi là ai chở con đi? Con đi con đem theo gì, tiền bạc gì đi không? Vàng hai bộ đồ, vàng bây giờ còn không? Xài hết rồi đúng không? Trong thời gian đi vừa rồi ấy, là vắng cha vắng mẹ, vắng người thân như vậy ấy, con thấy làm sao? Nhớ mà không dám điện. Sao lại không dám điện? Tại sao lại không dám điện? Trong thời gian con bỏ đi vậy là con làm công việc gì để con sinh sống? Làm chung với chị công ty được bao nhiêu tiền rồi? Sa thải luôn vì là số mình xui là bị sa thải luôn. Không, có người 3 năm vẫn bị đủ. Thế là xong rồi. Xong thời điểm đó con làm công việc gì? Dạ con cũng mới kiếm việc, con mới kiếm việc làm về dạy giá cái con lấy mẹ con đi kiếm.
À, thấy mẹ con đi kiếm. Tại sao con thấy được? À, thế con coi Facebook và thấy à, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương này đăng thông tin nên là mẹ đi tìm con, đúng không? Vì vậy con mới quay trở về. Hôm bây giờ là con à, nghĩ làm sao? Có hối hận không? Hối hận ha. Bây giờ này về với mẹ rồi, với mọi người rồi, đúng không? Về với ba rồi, vui không? Cuộc sống trong thời gian vừa qua không có mẹ, không có gia đình ấy, thấy làm sao? Khổ không? Khổ quá, thiếu tình đùm bọc, thiếu tình thương của cha, của mẹ, của người thân. Bây giờ về rồi, có điều nào muốn xin lỗi mẹ không? Bởi vì thời điểm bỏ đi như vậy để cho ba mẹ, để cho gia đình rất buồn rầu, lo âu, tìm kiếm trong sự vô vọng. Có lời đừng có thấy mẹ không? Giờ mẹ đi xin Xin lỗi lỗi mẹ mẹ. đi, Làm cái cho nói mẹ to cảm lên. động. Em bỏ qua. À, con hứa là lần này con không bỏ đi, nhưng lần sau con sẽ bỏ đi nhiều hơn, đúng không? Con bỏ đi Con nữa không? nè, giờ con ôm mẹ một cái, hôn mẹ một cái để đặt cái dấu ấn trong cuộc đời của mình, đúng không? Đó, đây là con gái yêu. Con yêu. Nhưng mà anh nè, Bỏ nghe nhà nói nè. đi. Rồi em đi á, em bán cái số vàng đó rồi. Anh đi làm 15 ngày em có lấy được cái số tiền Đủ mà vàng, đủ mua vàng, số vàng. đủ mua vàng chưa? Đủ mua số vàng trước đây chưa? Chưa, mất rồi đúng không? Con là cụt vốn rồi. Mình đi buôn này, đi buôn cụt vốn đúng không? Con thấy cô có thất bại chưa? Đấy. Nên mình rút kinh nghiệm thì mấy chú cũng có gần nhắn đến con vậy nè, sau này mình con muốn đi làm á thì con cùng với ba mẹ con nhắn gửi ba mẹ, thì ba mẹ trước đó cũng đã là cái người lao động thì ba mẹ sẽ hướng dẫn cho con đi làm sao cho nó đúng chỗ nào không bị những người lạ lừa, thấy không? Và vô công ty làm cách nào, làm công ty nào đừng sa thải. Đa số bây giờ á, thì em thấy rồi là công nhân về quê rất là nhiều, tại vì mình không có hè để làm, không có đơn giản. Cái hai nữa là hơn là em còn đi làm công ty gặp mấy chị tốt, mấy chị dắt làm công ty á, chứ mà dắt em đi vô những cái chỗ mà môi giới á, Karaoke nè, chỗ đó là massage này tàn đạo luôn. nha, còn nhiều thứ khác vân vân, mà nếu mà xui nữa là bị bán sang Trung Quốc, sang Campuchia, sang Thái Lan, là cái cơ hội mà để con liên hệ với gia đình ấy, để các chú ở đây cứu ấy, là gần như không có phần trăm nào đâu. Nên là bây giờ mỗi người chỉ may mắn một lần thôi, chứ quay số trúng thưởng này không thể may mắn lần hai được nhá. Đây là may mắn lắm rồi đúng không? Vừa rồi đi như vậy là quá sai rồi đúng không? Thôi nhưng bây giờ thì thôi, mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ về được là vui rồi. À, thân hình còn nguyên vẹn đúng không? Mỗi thuật là vàng thì mất, đi buôn thì Vàng cụt mất vốn hết. đúng không? Bây giờ nè, anh thông tin đường phố muốn em chia sẻ cho bà con biết là cái lúc mà em bước ra em đi thì cảm giác em ra sao, chia sẻ cho Lúc ấy có hy vọng là mình kiếm được nhiều tiền đem về đúng rồi cái độ tuổi của em á, mà khi không? em ra bây giờ em cảm giờ em thấy nghe hối hận sao, em chia sẻ là cho những độ tuổi như em muốn lớn lên mà đi không hỏi ba mẹ để cho bà mẹ lo âu, cái đó kêu bằng không có hiếu á, thì mình chia sẻ đi rồi cho bà những độ tuổi như em hiểu và phụ huynh ta hiểu được, rồi em nói đi. Thì em giờ em cảm Cái giác trước em khi lúc đi ấy, là nghĩ trong 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 người mình, trong lương tâm mình nghĩ làm sao? Nghĩ kiếm nhiều tiền hay nghĩ làm sao? Ồ, nghĩ là làm một cái Tết hoành tráng bại đúng ha. không? Bại. Giờ Tết năm nay là giờ là hết hoành tráng mà cũng có Cụt vốn rồi. hộc lốn luôn đúng không? Thế thì bây giờ đi làm là chỉ cần đó ngày được có tiền lì xì và cho các em chưa? Chưa có tiền lì xì luôn, cụt cả vốn lì xì luôn, mệt mỏi luôn, ba Đó mẹ đi tìm kiếm luôn thì đó đúng không? em có lời em nhắn gửi đến những độ tuổi như em, nhắn gửi đến phụ huynh đi, nhắn gửi tới mình nói đi, nói lên nỗi lòng của mình. Cô chú bạn bè là nếu mà có muốn đi làm hãy nói cho bà mẹ biết trước, xin phép gia đình chứ đừng có giống như con Đừng làm có đi. trốn nhà như con, nói thẳng như Là vậy đừng đi. có bỏ nhà đi giống con làm cho ba mẹ lo âu, không ăn không ngủ, làm cho ba mẹ buồn. Trong thời gian vừa qua rất nhiều các bạn trẻ ngang tuổi con, thậm chí nhỏ hơn, lớn hơn cũng có, vì rất nhiều lý do mục đích khác nhau là kiếm tiền. Hy vọng là bởi vì sẽ rất nhiều bậc phụ huynh, người cha người mẹ nói là mày đồ ăn bám, mày đồ không có làm được cơ đồ. Vì vậy nhiều đứa con cũng giống như tuổi con, bức xúc, buồn gia đình, quyết tâm đi tìm đường cứu nước là đi kiếm tiền. Tưởng rằng nhiều tiền, ai ngờ sập bẫy, sập nguồn luôn, không có cơ hội trở về.
và nhiều bé về là trắng tay luôn, có bé về thì bị lừa mất cả điện thoại, mất cả xe luôn, hên là con người thôi, Nói chung đúng là tìm không? đường làm giàu á, làm giàu mà để hơn người ta, nhưng mà kêu bằng trứng mà là cứng hơn đá là không có được, chị hiểu không? Nên là chị là một người của binh, đó, người của binh mà thì chị nhắn gửi tới bà con đi. Cái nhất cái hai nữa anh em nhắn gửi là sơ sơ trước là cho chị nhắn gửi tới bà con là không nên đối xử với bé, nói chuyện là những câu mà để xúc phạm những bé nó mới đang Dạ, thế lớn á. nào em không có vậy. Con giờ con thích đi mần thì con đi mần, còn con không đi con ở nhà giữ em mẹ đi đó, con đưa em đi học đồ vậy đó, chứ là em không có ép buộc ở con một hai đi mần, con bắt tuổi đi mần, con đi mần phụ cha phụ mẹ từ nào em không có vậy đó. Vì vậy cho nên là mong là các bậc phụ huynh, Dạ các bậc làm cha làm mẹ không nên ép buộc dạ em con không có mình, ép vậy, không có không nên la không dồn có con rầy mình con vậy. học, các bé học Con được thích thì đi học làm thì con đi, con chịu, nó đó. có con làm được thì con làm, còn con làm không được thôi, chứ ba mẹ không có ép một hai mà để con đi mần về phụ cha phụ mẹ, em từ nào không có ép như Rồi vậy. bé có thể chia sẻ cái câu chuyện là hiện nay bé có người yêu chưa? Dạ Chưa ha. Trong cái video này thậm chí là nhiều anh tìm đến nhà đó, đúng không? Có mong là trong cái video này có người yêu không? Có chưa. ha. Tuổi này là có người yêu được rồi, 18 Giấu rồi đúng rồi, không? cái này giấu chứ không có. Ở nhà em thấy ai lại nhà. Chưa lại nhà, trong tới đây sẽ người ta sẽ lại nhà Dạ nhiều. nhưng mai mốt lại nhà đàng hoàng nha, đừng có núp núp ở hoài, là mai Không mốt được đâu. nó vác đi qua kia nó bỏ bển luôn là khỏi về á. Ví dụ Ngày yêu dù đó bạn trai cũng đâu thì em khó khăn, ngày cũng khó khăn với con là vậy, chứ là ví dụ đi mần kiếm tiền rồi là em không có khó khăn, không có có lo yêu gì ai hết. chăng nữa về thưa ba mẹ đàng hoàng, dắt tới nhà chơi đàng hoàng để sao, để ba mẹ xem là thanh niên này có được không, có đáng tin cậy không, tránh tình trạng lén lén lút lút là đưa đi bán luôn, vừa lấy tiền vừa mất người Cũng luôn. là ở con quen rồi tìm hiểu người ta coi sao rồi tới nhà mình, chứ đừng có đi ra mà cà phê cà pháo rồi những con Cái thời có điểm la giờ rầy như em vậy thôi, mà chứ muốn không tìm có người la yêu, muốn rầy. tìm bạn á thì phải tới nhà nó coi coi nó phải nhà đó không, Đúng rồi, hay là xem nó thanh chỉ niên này nhà người bao nhiêu ta. vợ rồi, có vợ chưa, thanh niên này có chơi hàng hàng trắng hàng đen gì không, thanh niên này có nghề nghiệp không, thanh niên này có bụi đời không, đó thì ok nha, loại trừ hết tất cả các tệ nạn, ok luôn, Nói chung là yêu mà mờ mờ ảo ảo là lưu không hồn. được, yêu trên mạng là không có chơi ha, anh cần gì anh tới nhà, em biết nhà anh, đến lúc bây giờ từ từ tính nha, quen nhau 5 7 năm cũng được, ok luôn, tuổi đời còn rất nhỏ, thôi trước mắt là bây giờ thôi thì mọi chuyện là đã xong rồi. Bây giờ cuộc vui nào cũng tàn, đúng không? Đi chơi như vậy là ok rồi. Lẽ ra đi kiếm tiền nhưng mà tiền không được, đi buôn thì cụt vốn, đúng không? Thôi thì bây giờ thì quay trở về này là tốt rồi, đúng không? Thành công hơn mong đợi rồi nhá. Bây giờ cần người thôi chứ không cần tiền Dạ nữa. đúng rồi, Thời gian trước con mẹ vậy là về tổ cầu gia đình cứu là đội hiệp vui sĩ rồi. á, mẹ về cầu cứu đội hiệp sĩ Bình Dương là quan trọng nhất là con, tìm được con thôi chứ không, em không cần gì cả, em không có cần tiền nữa. Dạ Nhưng bây giờ thì đúng quả thật là tìm được con nhưng dạ từ vàng mất rồi, dạ không có buồn nha. cứ là mẹ khóc bù lu bù lo luôn á con em, bây giờ là mẹ cười riết à, Dạ ở nhà cứ cười ông tè bà tét cô luôn. bác cứ hỏi thăm có tin tức chưa con, chưa là không có trả lời được là nước mắt cũng chảy ra. Nhưng bây giờ thì nước mắt không chảy dạ nữa rồi, dạ nên là dạ em á em là rất là vui. cái này là dấu ấn cuộc đời của em nè. Cái nhất cái hai nữa là em sẽ suy nghĩ lại cho thiệt là kỹ, tối về nhà nằm suy nghĩ là em đã làm ba mẹ tổn thương rất là nhiều, nuôi em từ nhỏ tới lớn cỡ này em lại Mình chưa phụ cái gì cả, đúng không? Chưa giúp được cái gì cả. mẹ muốn lập gia đình phải trả hiếu trước ha, em hiểu không, anh nói 5 em năm hiểu nữa cũng được không? mà. Không sao Mới hết có 17, 18 thôi. Nha, em còn á. nhỏ. Anh nào yêu ấy, bảo yêu thì cứ yêu thôi, bình thường. Nhưng mà cưới là chưa đồng ý. Đi làm kiếm tiền là phụ ba mẹ đó. Sau này tính nha. Nếu đồng ý thì chờ, không đồng ý thì thôi, bye bye. Đúng không? Thôi ha. Thôi. Cho em nhắn gửi tới bà con cái ha, ấm tử đường phố xin nhắn gửi tới bà con cô bác. Thì ấm tử thì nói chung là cũng còn nhỏ tuổi thôi chứ không quá lớn, thì mấy hôm nay cái kênh ấm tử đường phố của ấm tử thì có mấy người xấu phá cái kênh, cho nên là ấm tử không có up lên cái kênh cho bà con cô bác coi. Thì sắp tới đây ấm tử sẽ up lên kênh lại, sẽ tải kênh nữa để cho bà con, mong bà con xem và đăng ký lại để ủng hộ với đợt mục đích là giúp bà con. Với cái nhất hàng nữa thì tư thành phố sẽ đang hỏi ý kiến anh em, thì ban đêm tư thành phố sẽ mua được chiếc cấp cứu để chạy giúp bà con miễn phí bị tai nạn giao thông. Ngoài này chịu chơi đây. Dạ Đang tính nhà đầu tư xe cấp cứu đúng cấp không? cứu luôn Để đó cứu bà là con. cấp cứu Ban luôn. ngày là cứu bà con trộm cướp, mất người thân, ban đêm là cấp cứu những trường hợp bị không may ra đường, bị hỏa hoạn, bị giao thông, đó, nhiều vấn đề khác liên quan tới sức khỏe. Thì hôm qua tư phố cũng có bàn với chỗ Lê Thanh Tấn Bình Dương, cũng hỏi anh em, thì chắc vòng vòng anh tư phố sẽ làm thêm làm kênh lại, thì
mấy hôm nay ẵng luôn, phải nói cho lên giúp bà con để cho anh Công với lại anh Hải đăng lên để tìm giúp bà con thôi, mà phố phố cũng dẫn ở đây hàng ngày để phụ. Nói chung là kênh thám tử thường phố vừa rồi là bị một số phải nói là đối tượng không tốt, mục đích chính là muốn dìm, không muốn cho ngóc đầu lên được. Thế nên là cứ đăng video này là bị báo cáo, bởi vì những đường nhấp chuột vì một số người không tốt thuê mướn, nhưng đây mục đích chính là anh em chủ ý giúp người, không đi phá, không hãm hại người khác. Hy vọng là trong thời gian tới thì được sự đồng hành và ủng hộ của cô chú, anh chị và các bạn, để các anh em luôn luôn phát triển cùng mấy cô chú. Cái thứ nhất là đăng video lên, mục đích chính là tìm người thân. Cái thứ hai là giải trí, mọi người có thể là ai buồn đó thì xem cái video để giải trí, để ngẫm nghĩ cuộc đời. Rất nhiều cái cay đắng và rất nhiều cuộc phải nói là sự lừa lọc của xã hội hiện nay xảy ra vô cùng phổ biến. Nói chung là em cứ phố hôm nay cũng khó ngủ lắm bà con, cũng buồn, nhưng mà điều cái là em cứ phố sẽ cố gắng làm cách nào đó, mục đích là giúp bà con nhiều hơn nữa. Dạ thì thôi anh Công mình kết thúc video rồi, ok. Chúc bé với dời là không đi nữa nha. Dạ. Rồi. Chúc bé trong thời gian tới thì trong cuộc đi này, mà trong những video đăng tải giờ hình ảnh rất đẹp này, cười rất tươi, rất duyên dáng, xinh đẹp này, này được có người yêu mới nhá. Chưa có người yêu thì tới đây sẽ có người yêu ha. Rồi nhá, xin chào hay là hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng là trong thời gian tới thì hai mẹ con về đã báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương, cho công trần, cho thám tử đường phố là con đã có người yêu ha. Tin mừng nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn.